We're gonna move to go the second paragraph, because we have finished the first one. On here, we are gonna get the words from the paragraph first. Profane and refuted. Oratio for errors at forces, that is a name or something related to German religion. So we don't need to write much about that. We just need to pay attention to the word profane and refute. So first of all, we have one word that is profane adjective. If we use profane, it's gonna be something about sacred. And here we're gonna have refute, action, verb, and so these are the three words that we need to pay attention to. Profane. Something is profane. Something is not okay. Something is not right. Well, something is not right according to religion. So that is profane. When you use the word profane, it's much more about not right in religion. So this word related to religion. Something is not right in religion, they are going to use the word profane. For example, you can say a provision God. It means you do not respect God and you do not believe in that religion. You have no respect. You are very rude. So when you are rude, but not rude to your friends, not rude to your family, you are rude to religion. You are rude to people praying for good things. You are rude to church people or pagoda people or temple people. You are rude. When it comes to religion, we were going to use the word profane. For example, they are going to say that not pro, profane, a-f-a-n-e, a profane language. It means a very rude language about religion. A profane word. It means that word is very rude for you to use to describe religion. So if you use profane, people are going to understand, oh, she is using a profane word right now. It means she is talking about religion and her words are very offensive and rude. So when it comes to profane, it's going to be okay, one more word that is very offensive and rude. That is profane. So here, offensive and rude. This is profane. You can say that her words are very offensive. Her words are very rude. Or her words are very profane. But offensive and rude is okay. These two words are not enough. You're offensive in religion topic. You are rude in religion topic. So when you're offensive and rude about religion, you are going to use profane. So this okay, offensive and rude, these two words are only for religion, are only used for religion. If you wanna talk about things, you want to use okay, profane as a thing. Here, I'm gonna put it out here. Okay, so please remember that rule in English. All right, sacred. Before we come to the word sacred, we need to create a situation to use okay, profane and rude. So this is the word that I want you guys to use. And here, please remember
How to use the word profane to be adjective. That is the way for you to make a sentence. Let's say profane art. You can use profane like this. Profane language. Profane words. Profane art. Any kinds of things that you can think of. Profane language, it means, oh wow, the way that she uses her language is surreal when she talks about religion. Whenever you use these words profane, it's going to be you being very offensive and rude about religion. Profane, profane, profane is always about religion. Please, guys, please remember. We cannot use profane in other ways. We can only use profane when we want to talk about something related to religion. Religion. This is the only topic that the word profane uses. Okay, that's the word profane describe. Profane language. This language is very rude about religion. All right? Profane words. These words are very rude about religion. Profane art. This art, this picture, this culture is very, okay, are very offensive about religion. So this is the way that we use the word profane, profane, and profane, right? So here, let's practice. All right, let's practice these words together. Và bây giờ mình sẽ cùng nhau thực hành. Khi mà mình nói đến cái từ profane này thì bắt đầu mấy bạn biết được rằng là nó luôn luôn nói về cái tôn giáo. Mình nói về cái cách mà mình gọi là mình thô lỗ và mình xúc phạm. Xúc phạm đây là tính từ nha. Offensive đây là tính từ. Thô lỗ đây là tính từ. Mình tìm cái động từ của xúc phạm để mình miêu tả được hành. Thì bây giờ mình có một số cái động từ để mình sử dụng như thế này đây. Thứ nhất là mình muốn xài động từ xúc phạm đúng không? Xúc phạm. Thì mấy bạn sẽ có cái động từ xúc phạm là offend. Alright. Don't pronounce offend. Xài từ nào phải sử dụng Cambridge Dictionary để dò ra cái từ đó. Còn xài mà không sử dụng Cambridge Dictionary thì không dò ra được đâu. Mà nó sẽ sai hết toàn bộ. Rồi như vậy ở đây mình đang có cái từ xúc phạm là offend. Okay. She is offending me, for example. Rồi tiếp theo, mình sử dụng từ này để làm gì? Để mình miêu tả ai đó xúc phạm. Nhưng mà cái sự xúc phạm này không phải là sự xúc phạm bình thường. Mà cái sự xúc phạm này nó chỉ áp dụng cho tôn giáo mà thôi. Mấy bạn dùng từ offensive, mấy bạn dùng từ rude, mấy bạn dùng từ offend, mấy bạn nói bất cứ cái topics nào trong cái cuộc sống này. Nhưng khi mấy bạn dùng cái từ profane thì mấy bạn phải hiểu được rằng là cái tình huống người ta đang tạo ra. Language mà profane, ngôn ngữ mà profane thì có nghĩa là cái ngôn ngữ này nó xúc phạm tôn giáo. Words mà profane thì có nghĩa là những cái từ vựng này nó xúc phạm tôn giáo. Profane art có nghĩa là cái nghệ thuật này nó xúc phạm tôn giáo. Thì đây là cái cách mà người ta dùng chữ profane. Thì ở đây nó đang nói là the profane existence of error is threatened, something like this. Như vậy nó nói rằng là cái sự tồn tại của cái lỗi này, cái sự tồn tại của cái lỗi lầm về tôn giáo này rất là đáng lo ngại. Thay vì nó dùng từ đáng lo ngại thì nó sử dụng từ bị đe dọa. Cái sự tồn tại mà bị đe dọa có nghĩa là cái sự tồn tại này mang lại cho mình nhiều cái sự lo lắng và rất là lo ngại. Như vậy ở đây nó dùng từ profane existence có nghĩa là the existence of religious error. Đó, thì dùng từ profane thì mình phải có một cái tư duy để mình relate nó vào, mình kéo nó dính vào trong cái chữ religion, được gọi là tôn giáo trong tiếng Anh. Và cái tiếp theo thì trong cái văn chương của mình xài thì mình phải xài được cái từ relate. Relate là action verb. Relate sẽ cộng với danh từ. Relate cái gì? Relate danh từ thứ nhất. To danh từ thứ hai. Có nghĩa là tôi
tôi nêu cái này nó liên quan đến cái kia, hoặc là khi tôi đưa ra một cái kịch bản thì tôi cảm nhận được tôi trong cái kịch bản đó, tôi hình dung được tôi trong cái kịch bản đó, thì người ta có thể nói I can relate myself, I can relate myself in the movie relates, okay, the actress to my little person. Vì vậy khi mình relate cái gì to cái gì, có nghĩa là mình thấy được cái điểm tương đồng của cái thứ nhất đối với cái thứ hai, thì đây là cách dùng từ relate. For example, when I look at this picture, when I look at a picture of people discussing something so serious like this, I can relate myself to the seriousness of those men. Như vậy khi tôi relate tôi to một cái đối tượng thứ hai, có nghĩa là tôi thấy tôi trong cái đối tượng này, tôi có thể cảm nhận được tôi trong cái đối tượng này. Đó là cách dùng của từ relate to. Alright. Right. The profane existence of error is threatened when it's heavily a ratio for errors and forces has been refuted. Refute. Something is refuted. It means something is denied. When you refute something, it means you do not accept it. Khi mình dùng cái từ refute, những cái từ này không phải là nó hiếm dùng đâu nha, nó dùng rất là nhiều á. Khi mà cái đối tượng mình gặp á là nước ngoài chính thống, hoặc là những người mà có IELTS trên 8 chấm á, khi người ta nói chuyện mà 8 chấm chuẩn nha, chứ không phải là 8 chấm kiểu mà thì như thế nào mà được 8 chấm mà mình không biết, nhưng mà khi mà mở miệng ra nói và cách mà sử dụng trong văn nói nó khác biệt hoàn toàn, thì cái đó là mình cần xem. Ở đây những cái từ vựng này là gặp rất nhiều khi mà nói đến những cái vấn đề mà cao cấp trong cuộc sống, cho nên thì mình phải cẩn thận. Refute. Refute có nghĩa là mình cho ai đó là sai, mình cho cái gì đó là sai, thì cái đó được gọi là refute. Mình có thể nói là I refute the theory. It means I just want to let you know that your theory is so wrong. So here we have the word refute. Tôi cho cái gì đó là sai. I refute something is wrong. The first word, profane. Second word, refute. Như vậy khi mình cho cái gì đó là sai, you say that something is wrong. You say that a person is wrong. You say that a thing is wrong, a theory is wrong, a discussion is wrong. Anything in this life is so wrong. Any kinds of persons are so wrong. So whatever is wrong, you are going to use the word refute. I refute this thing, which means I say it and make a statement that this thing is so wrong. So that is refute. It's a very difficult word, right? I refute your answer, which means your answer is so wrong. I refute your skill, which means your skill is so wrong. So that is refute. You refute something means you state that it is so wrong. Khi mình nói là tôi refute cái gì đó, đơn giản là cái đó nó sai. Tôi xác nhận cái đó nó sai. Tôi khẳng định cái đó nó sai. Tôi tuyên bố cái đó nó sai. Như vậy khi mà mình khẳng định state hoặc là make a statement that, sau một cái đoạn từ có that, tại vì mình muốn kéo một cái câu được gọi là nó dài ra đó, thì mình phải dùng từ that. Nói chung là sau một cái hành động mà mình có muốn một cái câu dài thì mình phải that, right? Như vậy ở đây tôi khẳng định rằng cái gì đó sai, khi mình khẳng định cái gì đó, ok, cái gì đó subject, cái gì đó này, rồi nó sai wrong, ok, hoặc là false, nó sai, thì lúc đó mình sẽ dùng từ refute. Cách dùng từ refute, I refute cái gì đấy, I refute something, so this is the way I refute here.
somebody or a subject động chủ ngữ refilled cộng trực tiếp danh động. Thì đơn giản là cái chủ ngữ này, cái chủ ngữ này nè, cái chủ ngữ này state that cái gì đó sign, thay vì mình nói rằng là I say that the way you do it is wrong. The second way, use the word refilled. I refilled your way of doing that. Right? The second example, I say that the way that you study is so wrong. Use the word refilled. I refilled the way of your studying. Như vậy khi mình refill cái gì đó thì cái câu mà nó bằng nghĩa là cái đó nó sai. Tôi nói rằng cái đó nó sai, tôi khẳng định rằng cái đó nó sai. Thì đó là cách dùng của từ refill, từ khó mà khó chịu, rất là khó chịu. Profane, refill. Bây giờ tập hai hai cái này trước đi ha. All right, so let's make a situation using refilled and profane together. Heavenly. When is heavenly? Heavenly has been refilled. Như vậy, cái gì mà heavenly? When is heaven, heavenly God? Or when is heaven, heavenly, heavenly spiritual God? Có nghĩa là khi mà cái tâm linh của Đức Chúa Trời, ok, trên thiên đàng một cách mà cao cả, thiên đàng là heaven. Còn heavenly có nghĩa là cái gì đó nó thuộc vào thiên đàng, nó trên thiên đàng. Thì ở đây nó đang, bây giờ mình không biết cái oratio pro aries là cái gì cho cái nền chính trị của nước Đức. Ở đây nó đang nói về Đức nha, nó nói về nước Đức. Cái bài này nó đang nói về chính trị nha. Cái cuốn sách này nó có đến 2452 trang, và tới trường mới đọc được có 17 trang thôi là đủ không? Tại vì đọc xong rồi bị lát luôn, đọc xong rồi bị khùng luôn, tại vì quá trời chữ luôn. Mà mình phải sử dụng được, đọc phải sử dụng được, đọc mà dịch ra tiếng Việt là mình đang học tiếng Anh theo kiểu người Việt, mà mình đâu có xài được tiếng Anh, đúng không? Còn đọc dịch từ Việt, từ Anh sang Việt là mới chỉ có một chút xíu, là một gọi là 10% thôi, còn lại không có xài được. Cho nên là đọc mà phải xài, đọc mà xài rất là cực khổ, đó là vậy. Ok, rồi bây giờ nha, ở đây heavenly cái gì đó Phật kệ nó, thì ở đây mình có thể nói rằng, có thể hiểu rằng là cái quy luật hoặc là gọi là cái gì mà nó liên quan đến thiên đàng thì chắc chắn nó là tín ngưỡng, nó là tôn giáo chứ không phải là ma quỷ, hoặc là không phải là những cái gì mà mình nhớ đến là vong linh và ma quỷ và tâm linh. Cái đó là những cái khác. Alright, còn nói về thiên đàng thì mình nói về Đức Chúa Trời, God, right? Hoặc là mình nói về religion, nói về tôn giáo. Như vậy những cái tín ngưỡng mà cái mà gọi là nó rất là thần thánh, thiên đàng, nhưng mà heaven là thiên đàng, và heavenly có nghĩa là cái thần thánh hóa, những cái tín ngưỡng nó thần thánh, ok, rất là thần thánh, thì đã bị gọi là bị phủ nhận. Phủ nhận ở đây không phải là nhận rồi mới phủ, phủ nhận ở đây là cái đó là sai, tôi phủ nhận cái cách làm của bạn, có nghĩa là tôi cho rằng cách làm của bạn là sai. Cái đó là tiếng Việt nha. Tôi phủ nhận cái tôn giáo của bạn, có nghĩa là tôi nói rằng, tôi khẳng định rằng cái tôn giáo của bạn là sai. Như vậy cái từ refute có thể dịch là phủ nhận. Phủ nhận ở đây có nghĩa là mình cho rằng cái gì đó sai, mình nói rằng mình khẳng định rằng cái gì đó có sai, thì đó được gọi là cái từ refute trong tiếng Anh. Đó, bây giờ mình bắt đầu làm nhé. Và cái câu này nôm na có nghĩa rằng là cái sự tồn tại của cái lỗi, cái sự tồn tại của cái lỗi tôn giáo này, nó rất là xúc phạm nhân loại, và nó đáng được lên tiếng. Khi ok khi cái gọi là khi một cái nền tôn giáo, khi một cái tình nền tôn giáo thần thánh như thế này bị phủ nhận, đó là cách mà mình hiểu ở đây nha. Tự nhiên cái profane existence dịch ra là cái sự tồn tại thô lỗ. Sự tồn tại thô lỗ là cái giống gì? Khi mà mình dịch đó, cái từ off á, cái từ off là nó nối hai cái thế lực của mình. When you see the word off, you need to pay attention to look at the first noun and the second noun. You need to find out the whole big meaning of the word off. Do not pay attention to the details of off. People are gonna look like this. People are gonna look at the word existence
And then they are gonna ask themselves, what is existence? And then they are gonna ask themselves to find out the meaning of the word existence. They see a profane existence, they are gonna find out the meaning of profane existence. No, that is wrong. Because the word existence doesn't appear alone. The word existence appear with the word of. And here, when you see one word with of and the second word, you need to find out the big meaning of the word of first. This phrase, you have to find out the meaning of this phrase first. And then you add the meaning of the word profane later. Khi mà mình thấy cái từ of như thế này, thì một số người nha, nhìn vô thì sẽ thấy cái existence này, cái existence này đi chung với profane này, thì chắc chắn profane này đang là tính từ. Tại vì mình thấy có chữ the, thì sau the là danh từ. Nhưng mà mình tìm trong từ điển cái profane là tính từ, thì ở đây tính từ nó bổ sung nghĩa cho danh từ, thì người ta sẽ đi tìm nghĩa của cái danh từ và cái tính từ này trước. Sai. Tại vì ở đây cái danh từ này nó không có đứng một mình, cái existence này nó không có phải một mình một cõi, một người một ngựa. Cái existence này nó có nghĩa là một ngựa hai người. Thì ở đây existence này nó không đứng một mình, existence này nó đi chung với từ error. Khi mình thấy of nó nối hai từ với nhau thì mình phải cho nó cùng một cái nghĩa. Nghĩa từ nào đi với từ nào, nó là cộng. Có nghĩa là khi nó đi chung với cái từ này thì nó phải tạo ra một cái nghĩa lớn của những cái cộng đó, không được quyền tách nó ra. Người Việt thì thấy khi thấy mà khi người Việt thấy một cái cộng, người Việt sẽ tìm cách tách 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 nó ra, có nghĩa là tách cái chi tiết ra. Vậy là sai nghĩa hoàn toàn với cái câu văn. Thì khi mình đọc á, thì mình phải biết được rằng cái cấu trúc ngữ pháp để mình đưa ra được cái nghĩa đúng. Khi thấy đó, nếu mà dịch existence không thiếu, tại vì existence của cái gì, tồn tại của cái gì, của nhân loại hay của động vật hay của cái gì, sự tồn tại của cái lỗi. Rồi tự nhiên nó dùng từ profane, có nghĩa là profane có nghĩa là cái gì đó nó xúc phạm đến tôn giáo. Như vậy cái sự tồn tại của cái lỗi, cái lỗi này nó xúc phạm về mặt tôn giáo, thì mình có thể ráp ra thành hai câu cho tiếng Việt để mình bổ sung nghĩa cho trong tiếng Anh đó. Rồi cái lỗi này nó như thế nào, nó đáng bị báo động, nó đang bị đe dọa, có nghĩa là cái lỗi mà bị đe dọa có nghĩa là cái lỗi không đúng nên người ta mới đe dọa cái người mà xúc phạm cái tôn giáo. Và khi mà dùng cái từ threaten ở đây thì nó bằng nghĩa cái từ là cái lỗi này nó báo động. Ok, nó rất là đáng lo ngại. It's alarming. Khi mà một cái tôn giáo, một cái nền tín ngưỡng, ok, mà nó có tên là oratorical access emphasis, như vậy khi một cái nền tôn giáo, ok, mà thánh thần, ok, như thế này bị phủ định bởi con người, đó nó khó khăn là phúc, phải hiểu hiểu rồi bây giờ làm ha. Rồi bây giờ cùng nhau là cái này, phải tạo ra tình huống, let's make a situation. Học hiểu văn là một chuyện, hiểu bằng tiếng Việt là một chuyện, mà vận dụng từ Việt sang Anh lại là một chuyện khác. Vận dụng được Việt sang Anh thì mới gọi là học được tiếng Anh, còn vận dụng từ Anh sang Việt thì mới học được tiếng Anh theo kiểu người Việt, mới hiểu thôi, chưa có thấm. Và muốn thấm bằng kỹ năng nói, tại vì giờ mình có cầm bằng cách bằng bằng cấp cao như thế nào mà kỹ năng nói của mình nó kỳ cục là không ai chấp nhận cả. Tất cả các công ty hoặc là tập đoàn lớn hoặc là tổ chức hoặc là đi phỏng vấn visa hoặc là đi du học, đi xuất khẩu lao động, người ta cầm cái bằng của mình để người ta lọc hồ sơ. Sau khi người ta lọc hồ sơ rồi, người ta sẽ kêu mình phỏng vấn, một là trực tiếp hay là alo điện thoại theo cái số mà của quốc tế người ta công khai nhé. Thì khi mà alo hoặc là phỏng vấn trực tiếp thì người ta sẽ nghe mình nói, cho nên bằng cấp chỉ cho mình đi được vào cái vòng phỏng vấn mà thôi. Khi có bằng cấp mà phỏng vấn mà nói tiếng Anh mà kỳ cục thì nó cũng trôi rớt như thường. Cho nên này giờ dù có cầm bao nhiêu bằng TOEIC, IELTS hoặc là TOEFL mà 8 chấm 9 chấm mà nói chuyện vớ bà vớ vẩn này, người ta đánh giá dữ lắm nha. Mà đánh giá đúng không sai, tại vì tiếng Anh thành công là nói được không, nói phải đúng ngữ pháp và phải đúng cái văn, đơn giản thế thôi. Rồi let's go. Profane, rebuild. These are the two words that we need to pay attention to. Okay, first word, profane. Second word, rebuild. Please. First, second, and here we are going to use these words in our situation.
All right, I'm gonna be the first one. I'm gonna say I'm gonna use the word profane. I used to be something is wrong. I used to be a person who didn't have belief in any kind of religion, because at that time, to me, nothing was important. Nothing was as important as money. I was so materialistic and so practical in the way that, in the way that I think about, in the way that I thought about life and earning a life. I couldn't judge myself so wrong. So at that time, my every word was so profane. My every word was so profane. Whenever people talked to me at that time, my every word was so profane. People truly listened to me. They found my words very offensive. They tried to tolerate me, to tolerate the way that I spoke, the way that I expressed myself when it comes to religion. But nobody cared about the way, nobody cared about the meaning that I wanted to show. So back in the year of 2000, back in the year of 2000, I was such a naughty person, a very ridiculous and rude person, or even offensive, very offensive, highly offensive, severely offensive, severely. I was such a severely offensive person. Everything that I said was so profane. Whenever my mom asked me something about going to the church with her, what she received from me was such a profane language, such a profane expression. She didn't like the way that I talk, but she didn't do anything because she was afraid of hurting me. She didn't want to hurt me. So even if, okay, even the thought of talking to me or telling me to stop, she couldn't do it because she thought if she had spoken up, she would have hurt me. So the way that I spoke back in the year of 2000 was so profane. Mom listened to me. She thought I was against Christ. Okay, I was against Christian. I was against Buddhism. I was against, okay, the most two common religions in Vietnam. And inside my room, I had hung a picture of a ghost, an evil that is a superman. And that is a heroic evil. And I had extreme respects for that evil, okay, evil person. That was the reason why I chose to hang the picture of that devil on the wall of my room. But when she looked, but when my mother, my parents looked at, okay, the picture hung inside my room, they just say, "What a profane art." They think that the way that I view, the way that I viewed art was so profane, which means my art was so offensive towards religion. My picture was such a ridiculous piece to religion. The picture
really offends religion. So whatever I said, whatever feelings I expressed was profane. People listened to me. They could feel the ridiculous way of me describing Buddhism, Christian in a very offensive style. My mother kept telling me that if I continued to offend religions in such a way, everybody would find me offensive, find somebody objective. And whenever I still hung the picture of a devil inside my room, and my friends came to my house and they saw the picture, my mom said, "My friends, if they came to my house and hung out inside my room, my friends will relate the picture of the devil to my characteristic." So people kept looking at me by the view of the devil picture. People related my every corner, my every side, my every quality, my every characteristic, my every character to the picture of devil. So my mom kept saying that if you chose this picture, this one would show your thoughts, your personalities, your views into this life in this offensive way. The picture of the devil was profane because the devil, this kind of devil, should be sabotaged by God, sabotaged, damaged, destroyed by God. But I chose to use the devil picture because I loved it some way due to my bad inner person when I was such a young person. So whatever my mother tried to advise me, I refuted her advice. When I say I refuted her advice, it means I state that her advice is so wrong. Đó là cái cách mà teacher vừa mới đưa cho các bạn làm sao thực hành những cái từ vựng này vào trong cái văn nói. Thì bây giờ trước khi mà mình sao cái từ này nó kiểu nhỉ, cái này nó sẽ có xuất hiện rồi. Vậy trước khi mà cho mấy bạn tập hành thì mình sẽ diễn giải lại cách này qua văn của tiếng Việt nhé. Hơi mệt thôi, rất là trời mưa rồi, bây giờ giảng dạy ở ngoài mưa cảm giác nó rất là tuyệt vời lắm. Cảm giác mùa mưa, hồi xưa tiết trời ngồi có cái phòng nhìn ra ngoài đường, mà xong từ lúc mà sau 2023 tới giờ tự nhiên cái phòng nằm trong này luôn, mà muốn ra ngoài đường phải muốn nhìn ra là phải đi ra ngoài nhìn. Rồi bây giờ hơi kêu ha, kêu là bây giờ nãy giờ nói tiếng Anh là mấy bạn cảm thụ được chút rồi đúng không, nhưng mà cái cảm của mấy bạn mới được có 60%, bây giờ mình phải nhả ra, chắc là phải kéo lên. Rồi ở đây nha, mấy cái gì mà cái gì ta, mấy cái đoạn văn á mà giải thích á, thì mình sẽ có hai dạng nha, giải thích Anh và giải thích Việt Anh nha. Giải thích Anh là mấy bạn bắt buộc phải nghe để làm gì, tại sao mình phải nghe Việt Anh cho nó khổ vậy, tại sao mình phải nghe Anh cho nó khổ vậy, mình học tiếng Anh mà mình đã lên được cái cấp độ này rồi thì mình phải nghe Anh để mình rã ra cái não tư duy. Khi mà nó cao cấp hơn, nó cao hơn cái cấp độ của mình thì bắt đầu mình mới rã ra nghe Việt Anh, cái đó nó mới hợp lý. Chứ mà tự nhiên nhảy vô một bài cái mình nghe Việt Anh luôn, có nghĩa là dịch từ Anh sang Việt luôn, thì nó chả ra cái hệ thống gì cả. Mình phải đi từ đúng cái sự phát triển của mình.
Đó là cách của tôi chờ hiểu nha, chứ không phải tôi chờ áp đặt tư tưởng nha. Nó đúng với bạn theo phút nào thì mấy bạn tự hiểu theo phút đó nhé. Right, let's Rồi ở đây thì cái câu chuyện mà này tôi chờ nói là tôi chờ đang tạo ra. Cái đó là tình huống giả nha, chứ nó không phải thật luôn. Cái trong cái tình huống đó đó, tôi chờ đang tạo ra là một cái câu chuyện đó. Là tôi chờ không có nghe, ta không có không có tin, không có niềm tin vào bất kỳ cái tôn giáo nào. Tôn giáo thì mấy bạn tìm ra từ religion, và những cái gì mà liên quan đến tôn giáo thì mấy bạn sẽ có cái chữ được gọi là religious. Religious đây là chữ nó liên quan đến tôn. Thì khi mà mấy bạn dùng từ religious ở đây, nó có nghĩa rằng dùng từ religious ở đây không có nghĩa rằng là tôi theo tôn giáo này, tôi theo tôn giáo kia sai. The religious này á, giống như là religious cái gì, có nghĩa là cái đó nó thuộc vào cái đó nó thể hiện là cái tôn giáo. Ví dụ như a religious towel, cái khăn thiên về tôn giáo, có nghĩa là cái khăn mà Thiên Chúa người ta thường dùng cho Thiên Chúa, hoặc là cái khăn mà người ta dùng để chùi được Thiên Chúa, hoặc là cái khăn mà người ta dùng để chùi được Phật. Thì cái từ religious ở đây nó có nghĩa rằng là nó tượng trưng cho tôn giáo, nó thuộc về tôn giáo. Như vậy có một số tính từ trong tiếng Anh không phải là mình nói là tôi theo tôn giáo Chúa. Ok, I am Christian. My religion is Christian. Ok, my religion is Catholic. Tôi theo Thiên Chúa. Ok, thì my religion is cái gì đó, cái tên tôn giáo luôn. Chứ không phải là I am religious có nghĩa là tôi tin theo tôn giáo. Alright. Hoặc là cái từ religious có nghĩa là mình thể hiện cái đó nó tượng trưng cho tôn giáo, giống như là a religious phone, có nghĩa là cái phone này nó thiết kế cái phone này, mặt trước thì ở mặt sau thì nó in ra cái hình của Phật hay in ra hình Thiên Chúa, và cái thương hiệu của cái phone này ở cái tượng trưng cho Phật hoặc là Thiên Chúa, có một cái thương hiệu riêng luôn cho cái tôn giáo. Thì khi mà mình dùng cái từ religious là mình muốn diễn tả là cái đó nó thể hiện lên được cái tôn giáo, thì đó lúc đó người ta sẽ dùng từ religious cái gì đó, a religious phone, a religious handkerchief, được gọi là cái khăn tay tượng trưng cho tôn giáo. Đi Thiên Chúa, đi đi nhà thờ thì người ta sẽ phát cho mình một cái khăn tay và trên đó có in cái hình thánh giá, hoặc là đi vào nhà Phật người ta sẽ cho mình một cái khăn tay và trên đó có khắc những cái chữ mục của Phật và những cái lời nói của Phật. Thì lúc đó cái từ religious này người ta dùng để tượng trưng cái vật đó cho cái tôn giáo. Alright. Còn mình nói là tôi theo tôn giáo, tôi gọi là tôi là một người có tôn giáo, thì đó người ta sẽ dùng là I am a religious person. Còn mình nói là cái tôn giáo của tôi là cái này là cái kia thì cấu trúc là my religion is Catholic for example, chứ không phải là I am religious có nghĩa là cái I am Christian religious là tôi tôn giáo Chúa là sai nha. Nói về tôn giáo, cái tên tôn giáo religion is, còn nói về cái vật đó nó tượng trưng cho cái tôn giáo mình đang theo thì cái gì đó religious. Alright. Rồi offensive có nghĩa là xúc phạm, còn offend ở đây có nghĩa là gì đây, mình xúc phạm người ta. Cái offensive này được gọi là có tính xúc phạm. Hai cái câu người ta sẽ nói là công an, ok, các chú công an khẳng định rằng cái người đàn ông đó xúc phạm người phụ nữ đó. Thì nghe một câu là biết là người đàn ông đó ra cái hành động xúc phạm này, đúng không? Rồi người ta sẽ nói cách thứ hai, báo chí khẳng định rằng người đàn ông đó, hành vi của người đàn ông đó có tính xúc phạm. Cái việc mà cái dùng từ là tính chất xúc phạm với lại hành động xúc phạm nó khác nhau hoàn toàn. Tính chất có nghĩa là nó đem đến cái cảm giác xúc phạm cho người ta, nhưng mà cái người đàn ông đó chưa có tác động vật lý vào người đó, người đàn ông đó chưa có dùng cái từ vựng hoặc là những cái từ ngữ, người đàn ông đó chưa có mở miệng ra nói luôn để xúc phạm, để thật sự xúc phạm người đó. Người đàn ông đó mới gọi là mới nghĩ ra được câu nói, nhưng mà cái cảm xúc của người phụ nữ đó khi nhìn người đàn ông đó, cô ấy cảm nhận được cái sự xúc phạm mặc dù anh ấy chưa có nói luôn.
thì cô ấy chỉ nhìn sơ qua thôi, cô ấy cảm nhận được, thì lúc đó người ta sẽ dùng cái tính từ được gọi là offensive. Offensive có nghĩa là có tính chất xúc phạm, gây ra xúc phạm. Như vậy cái gì mà offensive hoặc offensive cái gì? Offensive words có nghĩa là những cái từ có tính xúc phạm, những cái từ có tính xúc phạm. Đừng có kết luận nó rằng học cái này giống như là học hành hình sự luôn rồi đấy. Học cái này tự nhiên cái giờ ngôn ngữ học cái qua cái thành hình sự luôn thật luôn. Mấy bạn sử dụng ngôn ngữ học, mấy bạn nghiên cứu nhiều là tự nhiên cái mấy bạn sẽ phân biệt được đâu là hành động, đâu là cái tư duy, và đâu là gọi là cái sự tưởng tượng của con người, đâu là cái lời nói, hoặc đâu là cái lý thuyết, đâu là cái hành động thực tế đó. Thì ở đây cái lý tưởng là nó nằm trong cái não của mình chưa mở miệng ra nói, mình chưa mở miệng ra nói thôi. Người được được con người được đánh giá một cái hai cái: một là mở miệng ra nói cái gì, hai là hành động cái gì đó. Như vậy người ta nói là câu từ của bạn, words của bạn are offensive, có nghĩa là những cái câu chữ của bạn nó có tính chất xúc, highly offensive, có tính chất xúc phạm rất là cao, có tính chất xúc phạm rất là nghiêm trọng, là severely, severe nhé, severe, chứ đừng đọc là severe, đọc severe cũng hay cũng được, có thể nó đúng luôn, nhưng mà thường thì mình đang dạy cho mấy bạn cái tiếng Anh mà nó đi theo bên cái accent của bên British, thì mình sẽ đi theo cái trường hướng này: severely, severe, severely. Như vậy severely offensive có nghĩa là có cái tính xúc phạm rất là nghiêm trọng. Nghiêm trọng nó có hai chữ nha: serious và severe. Serious và severe. Nếu mà mình dùng từ là từ serious thì nó nghiêm trọng nhưng mà nó không có để lại hậu quả. Nhưng mà severe một cái nha, nếu mà mình dùng severe thì nghiêm trọng nó để lại hậu quả. Nghiêm trọng mà không để lại hậu quả có nghĩa là cái việc đó nó nghiêm trọng nhưng mà nó không có tác động đến cái đối tượng. Còn cái việc gì mà mình dùng chữ severe có nghĩa là nó nghiêm trọng mà nó để lại hậu quả, đơn giản là thế. Như vậy severely offensive có nghĩa là những cái từ vựng mà anh ấy dùng nó có tính chất ok xúc phạm rất là nghiêm trọng. Khi mà người ta dùng severely offensive có nghĩa là cô ấy đang chịu, là cô ấy đang đối đầu với cái hậu quả của cái sự xúc phạm của anh ấy. Còn khi mà người ta dùng từ seriously severe, serious giống như là nghiêm trọng thôi, nghiêm trọng chả có một cái gì cả. Giống như là các tôi dạy nghiêm trọng nhưng mà mấy bạn không có bị ảnh hưởng, cho nên thì nghiêm trọng này nó không có đem lại kết quả hậu quả, thì lúc đó người ta sẽ dùng từ seriously, seriously offensive. Đó là nghiêm trọng bình thường mà nghiêm trọng để lại hậu quả. Đó là gì? Học có tương lai là khác, mà học mà ra bằng mà không có tương lai là khác. Đó là cái cách đó, nó nhau. Và ở đây như vậy anh ấy xúc phạm cô ấy, hành động ra hành động là bị tố về dân sự, mà nếu mà bậy bạ quá mà làm tầm bậy tầm bạ quá thì sẽ truy cứu hình sự. Thì ở đây anh ấy xúc phạm cô ấy, và xúc phạm ở đây mình muốn rõ ra là xúc phạm theo kiểu mà ngôn từ hay là xúc phạm theo kiểu mà tay chân. Thì trong cái tình huống mà hồi nãy ta vừa mới đưa ra là ta diễn tả là không có, hồi nhỏ thì ta không có nghe bất cứ ai cả, và ta chỉ nghe chính bản thân mình thôi, không tin vào tín ngưỡng. Cho nên thì lúc ta thích một cái bức tranh mà của một cái gọi là devil, một cái quỷ dữ, và treo cái bức tranh đó trong phòng. Thì khi treo cái bức tranh đó trong phòng thì mẹ nói rằng là cái việc này làm là rất là xúc phạm người khác, đặc biệt là những người bạn hoặc cái bạn trai bạn gái đến nhà chơi, thì là khi bạn nhìn vào thì đã xúc phạm bạn. Thì khi mà mình nói đến cái từ xúc phạm này á, thì người ta không biết được rằng là mình xúc phạm người ta theo kiểu là thể chất, là physically offend, hay là xúc phạm người ta theo kiểu tâm lý, gọi là mentally offend, hay là xúc phạm người ta theo kiểu là ngôn từ, được gọi là verbally offend. Cái gì mà mình dùng từ cái gọi là ngôn từ mà mình nói thì người ta sẽ có cái chữ được gọi là verbally. Và đây đây nha, verbally do something, tôi diễn đạt cái nghĩa này bằng văn nói. I express this meaning by speaking. No, I verbally express this meaning, or I use speaking skill to express this meaning. Nếu mình dùng từ là I use speaking skill to express this meaning,
nghe nó không hay, tại vì nghe nó thẳng quá, nó không rõ như ban ngày. Chẳng lẽ mình nói mà mình nói một cái người ta hiểu liền thì còn gì đâu nữa mà gọi là bam chính, gọi là tám chấm chín chấm đúng không? Nói phải đi, nói làm sao mà từ vựng sao mà người ta phải vắt óc người ta suy nghĩ, giống như cái từ profane này, này. Tự nhiên từ profane này làm sao mà người ta hiểu được rằng là nó thô lỗ, nó thô lỗ, nó xúc phạm đến tôn giáo. Đọc một cái thôi mà do từ điển thôi là đã nát óc cái từ này rồi, làm sao mà sử dụng được cái từ đấy. Đó là như vậy. Thì ở đây nha, ở đây quay về cái sự xúc phạm physically offend có nghĩa là xúc phạm về mặt thể chất, rồi mentally offend là xúc phạm về mặt tinh thần, verbally offend có nghĩa là xúc phạm về ok về cách nói chuyện. Thì ở đây là mình phân biệt những cái cách xúc phạm. Đây đây là hành động, hành động là làm bằng tay bằng chân, bằng miệng là hành động. Con người chỉ có hai cách làm hành động thôi, một là miệng, hai là tay chân. Mà miệng nói mà không hành động thì cũng là vớ vẩn. Như vậy ở đây mình đang có verbally, physically, mentally rồi ha. Còn cái từ offensive này nó có thể là gây ra cái tính xúc phạm, hoặc cái gì đó có tính xúc phạm rất là như thế nào đó, thì người ta sẽ dùng cái từ offensive có tính xúc phạm, chưa chắc là ra hành động xúc phạm nha. Mình có thể nói là her words are so offensive. Trời, cái từ, cái ngôn từ của cô ấy thật là xúc phạm. Nhưng mà cô ấy đứng ở trên sân thượng, cô ấy nói một cách phong long, cô ấy đâu có nói thẳng mặt mình đâu. Cho nên mình đâu có kiện cô ấy là cô ấy xúc phạm mình, đúng không? Cho nên thì khi mình dùng là cái tính từ để miêu tả một cái gì đó thì mình đang chỉ muốn nói rằng cái đó nó có tính chất như thế này, có tính chất có nghĩa là nó có cái yếu tố, chứ nó không phải là gây ra hành động, có yếu tố khác hành động. Anh ấy có một cái gọi là anh ấy hành động của anh, sorry, anh ấy có yếu tố cái ánh nhìn, cái ánh mắt nhìn của anh ấy có yếu tố gây án. Rồi câu thứ hai, anh ấy sử dụng một cái dụng cụ để gây án, thì câu nào là truy tố hình sự hoặc là truy tố thì mình biết rằng là cái ánh mắt của anh ấy có yếu tố gây án. Thì khi mà người ta ra pháp luật, người ta sử dụng ngôn từ là mình phải cẩn thận. Giống như trong ngôn ngữ mà đọc một cái bài văn như thế này á, nó đang nói về chính trị, thế nào nó cũng gặp những cái từ giống như là xã hội chủ nghĩa này. Rồi nó gặp những cái từ nó gọi là cái gì ta, nhà cầm quyền nè, trong đây là tí nữa là gặp hết rồi, sang những cái trang khác là gặp hết rồi. Như vậy có yếu tố có nghĩa là nó có cái tính chất đó, nó mang lại cảm xúc, có yếu tố là mang lại cảm xúc, có tính chất là mang lại cảm xúc, còn lại xúc phạm là xúc phạm, đó là hành động đó. Nhưng mà có yếu tố xúc phạm đó là cách dịch tính từ khi nó kết thúc bằng đuôi IVE hoặc là đuôi able. Alright, rồi ở đây thô lỗ, thô lỗ, anh ấy rất là thô lỗ, thì người Việt Nam sẽ nghe là anh ấy thô lỗ, thì người Việt sẽ diễn mường tượng ra, tưởng tượng ra là những cái hành động vớ vẩn. Nhưng mà trong tiếng Anh mình đọc tới đâu mình hình dung tới đó, người ta nói anh ấy thô lỗ, mình khoan tưởng tượng, mình coi coi cái câu văn nó có miêu tả đúng chính xác những cái hành động nào mà nó gây ra thô lỗ không, hay là cái tính cách của người này là thô lỗ nó khác, tính cách của người này là thô lỗ là sinh ra là đã như vậy rồi, chứ không phải là người ta có ý định thô lỗ với một người nào đó nó khác. Cho nên khi đọc những cái tính từ và biết nó là tính chất, alright, nó khác nhau hoàn toàn. Ở đây mình đang nói quay về cái tín ngưỡng của mình nói rằng là cái trường hợp đó, cái tín ngưỡng là mình không có một cái tín ngưỡng nào hết, và mình treo cái bức tranh đó, và khi mà treo cái bức tranh đó thì mình đang dùng cái từ relate, mình treo cái bức tranh đó mà mình nói là cái bức tranh đó nó rất là profane. Profane là tính từ, nghĩa đặt câu cho tính từ là phải có cái giống gì đi chung với tính từ, thì các bạn tự nhớ ha, nhắc lại mình. Như vậy ở đây mình đang dùng là mình treo cái bức tranh trong nhà, thì cái bức tranh trong nhà nó như thế nào, thì mình đang dùng từ relate. Thì mẹ nói rằng là nếu mà treo cái bức tranh đó đó thì bạn bè nhìn vô cái bức tranh đó thì bạn bè sẽ liên tưởng cái bức tranh đó tới cái gọi là cái tính cách của con. Thì ở đây khi mình dùng cái từ được gọi là relate có nghĩa là người đó liên tưởng mình, hoặc cái liên tưởng mình đến cái gì đấy, người ta liên tưởng cách này vào cái kia. True là đến là đúng, nhưng mà cái từ true muốn thành nó đến thì nó phải nằm trong cái ngữ cảnh gì, cái câu gì thì mới được quyền dùng true là đến. Go là go true, xong hết.
Ok, go là go to, deliver cái gì to ai đó, transfer cái gì to ai đó mới được gọi đúng là đến. Còn lại nó nằm cái từ to mà nó nằm trong một cái từ khác, nó đi với cái từ khác thì nó phải dịch theo cái ngữ cảnh đó. Ok, có nghĩa là cái gì mà trong tiếng Việt mình nói đó, đi với ma thì thành ma, đi với quỷ thì mình thành quỷ, đi với người thì phải thành người, đi với vật thì phải thành vật, đi với Chúa là phải thành Chúa. Như vậy đi với ai mình phải thành người đó để làm gì, vào mục đích cá nhân hay là gì đó mình không biết. Nhưng mà ở đây trong ngôn ngữ học là nó như vậy. Như vậy mình liên tưởng cái này vào cái kia. Như vậy khi mà bạn bè đó mà nhìn vào cái bức tranh như thế này mình treo trong nhà, mà cái bức tranh này là devil và quỷ dữ, thì khi bạn bè đến thì thấy cái bức tranh như thế này thì relate, my friends will relate, okay, my characteristics. Okay, we relate the picture of the devil to my characteristics. Có nghĩa là bạn bè sẽ liên tưởng cái bức tranh này, cái liên tưởng cái bức tranh này đến, ok, vào cái tính cách của tôi đó. Như vậy khi mấy bạn dùng relate có nghĩa là cái gốc, ok, cái này nó thể hiện cái gì. Đó là cách dùng của từ relate. N1 là danh từ số 1, nó thể hiện cái N số 2. Như vậy khi mà tôi treo cái bức tranh này thì bạn bè đến nhà và thấy được cái bức tranh mà của quỷ dữ trong nhà mà tôi không có tin và tín ngưỡng, thì tất cả mọi người sẽ xoay, ok, sẽ quy chụp cái bức tranh này, nó thể hiện cái tính cách của tôi. Tuyệt vời ha. Như vậy khi mình dùng cái từ relate, nghĩa thứ nhất là mình đưa cái N1 thành cái N2, hoặc là mình quy chụp cái vật, cái việc một nó thể hiện cái việc hai, quy chụp cái bức tranh thể hiện cái tính cách, ok, hoặc là đưa cái bức tranh để thể hiện được cái tính cách. Một là quy chụp, hai là mình sử dụng cái bức tranh để thể hiện tính cách, thì đây là cách dùng của từ relate. Rồi ở đây khi bạn bè tới nhìn bức tranh mà của quỷ dữ thì họ quy chụp cái tính cách của tôi, thì họ quy chụp cái bức tranh, cái ý nghĩa của bức tranh nó thể hiện cái tính cách của tôi. Và mẹ tôi nói rằng là cái nghệ thuật của tôi đang sử dụng ấy là art này, nó rất là profane, có nghĩa là cái nghệ thuật của tôi nó rất là có tính chất xúc phạm, nó rất là thô lỗ đối với cái religion. Một cái chữ profane là nó bằng cả chục chữ, ok, kết hợp với offensive, kết hợp với rule, kết hợp với religion, đó là như vậy. Rồi sau đó mẹ tôi nói rằng là cái art, cái nghệ thuật của tôi nó rất là profane, và mẹ tôi phủ định cái tín ngưỡng của tôi. My mother refused my religion, thì nó có nghĩa rằng là mẹ tôi khẳng định rằng tín ngưỡng của tôi là sai, thay vì nói thẳng là my mother says that my religion is wrong, hoặc là mẹ tôi khẳng định rằng my mother says that my religion is wrong. Thì bây giờ dùng cách hay hơn là my mother refills my religion. Thì đó là cái cách mà người ta sử dụng. Ok. Rồi bây giờ, please show me the situation. I'm gonna give you guys like 5 minutes to think of situation. All right. On here, I'm gonna cut the Zoom. I'm gonna end the Zoom, sorry, not cut. I'm gonna end the Zoom. On the please double check the Zalo at 8:20 for the second link. On the first thing that you need to do on the second link is that you have to present your example to me. So when we are off for 5 minutes, please try to sketch ideas. All right, so Zoom is being ended now.